sẽ chết chưa? <laughs> để coi là đợt này coi là mùa giải mới như thế nào. À và có cái cái phỏng vấn khá là vui mà mình sợ nó dài. Không phải khá là vui, khá là thú vị mình sẽ muốn coi với các bạn. Hôm qua mình mới thấy là đằng nào cũng đang có thời gian. Đây, uh, Ashley Kang phỏng vấn uh, Marine về uh, mùa giải mới của Team Liquid bên LCS. Anh ngồi coi với em. 제 재밌을까요? 그래도 티원 아닐까요? 음... 제가 아프리카 팀에 가서도 티원이랑 하는 건들 기대돼. 팀 리키드 혼다가 월드컵에 진출할 경우 A C S 팀을 붙는 것도 나름 말인 감독님 입장에서는 특이한 경험일것 같아요. 기대될 것 같아요. 내 이기고 싶을 거 같기도 하고요. Nếu được tới được ớ i u n g kết thế giới thì. 그래도 티 아. Em sẽ vất vui. c h t muốn gặp t rồi. Cũng gặp đội cũ gặp. ngay từ khi mà còn đánh cho Đi, Africa Fix thì rất là muốn uh, gặp T1 thắng hay thua thì cũng vui gặp T1 <laughs> thắng hay thua thì cũng vui <cười> <cười> rồi được đối đầu với Marine ở vị trí huấn luyện viên đồng cái khoảnh khắc mà tụi em được bắt tay đồng nhau đồng. với tư cách là huấn luyện viên sẽ rất là thú vị đây là phỏng vấn của Ashley Kang uh, với Marine về LCS mùa tới và về xong quanh câu chuyện về Team Liquid team có thể tính đó một đội LCK hay không. Câu hỏi giống như là nếu là Team Liquid tới chung kết thế giới thì nó có phải là xích uh, năm MCK hay không? Team Liquid hiện tại đang ở Hàn Quốc để tập luyện nha anh em hỏi hồi trước có thi đấu giờ là luyện Thế, viên thì bây giờ đang ổn không ờ, à, 일, đã Il tầm một tuần kể từ khi bắt đầu tới Thế đây và bắt đầu đã tập đã luyện chung với đội mới làm quen đây là đây là mới chỉ làm quen với cái đội mới này một tuần thôi nha Ấn tượng đầu tiên là tụi nó là mấy đứa cũng ngoan, dễ thương, cũng vui, trả lời cũng rất là ngoại giao, chưa có gì đặc biệt. Cái thông tin mà Team Liquid tạo ra một cái đội hình toàn là Hàn Quốc và cả huấn luyện viên Hàn Quốc, rất nhiều người chú ý không chỉ ở NA mà ở tại Hàn Quốc cũng vậy. Thì uh, Mari nói rằng ở trong liên minh thì cái việc giao tiếp là một điều rất là quan trọng. Cho nên là lợi thế của Team Liquid Họ sẽ không gặp vấn đề về giao tiếp Họ sẽ giao tiếp rất là mượt So với một số đội khác LCS Một số đội khác LCS thì có nên game thủ nước ngoài nào đó các thứ Cho nên là đây là lợi thế của Team Liquid Lý do tại sao Liquid gây dựng cái đội hình toàn Hàn Quốc là như vậy Để nói chuyện được với nhau cho nên là Marin nó cảm thấy có rất là nhiều kỳ vọng với cái đội hình này đặc biệt là Zion Zion uh, chơi răng hàng bỏ ngủ luôn là Zion là thằng uh, một thằng trong đội hình của Team Liquid đang hỏi nó về việc là chơi game nhiều quá có tốt hay không mà Marin nói là chơi thì tốt nhưng mà phải chơi một cách hiệu quả kìa phải chơi kiểu ví dụ như chơi tầm 10 game và có thời gian nghỉ thì sẽ tốt hơn là chơi liên tục hơn là so với việc mà chơi 20 game một ngày Marin kêu là để em về em 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 bắt nó tập luyện lại đàng hoàng lại chứ chơi, chơi game nhiều quá không tốt huấn luyện Marin sẽ ngăn chặn học trò chơi game liên tục cả ngày nha anh em năm hai <laughs> nghìn đối mặt với rất là nhiều Đi những cụ binh bên LCS thì uh, marine C kêu là Đi thằng john không cần phải lo gì cả thằng john là một vận viên cũng có tiềm năng đoạn cũng đoạn chăm chỉ em sẽ nói em sẽ dặn nó là đừng cảm thấy áp lực gì cả cứ thoải mái thôi giống như những gì biểu và những người đồng đội đã làm Nè tới biểu đang hỏi về cái ấn tượng của Mario Bilsic là như thế nào Khi nó rất là cà rỡn Trên mỗi lần mà Được uh, bên phía truyền thông thể hiện Nhưng Mà thật ra thằng Bilsic là một thằng Rất là dễ ngại Mà nó hơi khép kính một tí Thật ra Bilsic là hướng, hướng ngoại Bắc ham hả 호장 선수가 인터뷰를 한 적이 있었어요. 그때는 아직 뭐팀 리크르 로스터가 정해지지 않은 상태였는데 그때 이런 말씀을 해 주시더라고요. 챌린저스 큐 그러니까 선수 전문 큐. 아, 자이거가 급식어 trong team build äh, là cái cái hệ t h 니 người <laughs> sẽ kể là khi bắt đầu vô trận nó bắt đầu nó 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 côn nó kêu là ừ, đội hình mình như này mình phải đánh như này như này như này những người sẽ cảm thấy là ấn tượng về Bealix là nó từ đây này ấn tượng người là, là nó lột thằng mà sẽ luôn nghĩ về cái điều kiện thắng của đội từ cái góc nhìn chiến thuật ngay cả khi trong một trận solo kill Oh, yeah, Thì đang hỏi Marin là có đề ấn đề tượng đề như đề vậy đề về biểu hay không? Marin đồng ý, Marin kêu là biểu biết đề điều kiện thắng. Sao mình thấy cái <laughs> đội <Đề cười> liquid này nó bắt đầu nó ghê ghê? Mỗi lần trend là biểu đều biết điều kiện thắng. Nhưng mà nhiệm vụ của em bây giờ là phải làm sao cho nó hiểu đúng được điều kiện thắng. Và cả đội cùng đồng ý với nó để đội có thể lăn cầu tiết theo đúng hướng. Jose ừ. thì giống như là một cái hình tượng một người cha ở tại LC. Sẽ... Nghe nó cũng kỳ father figure nghe nó cũng hơi kỳ. Ừ. Thì đang hỏi là coi có sẽ có thể sẽ là một uh, tham gia vai trò huấn luyện luôn của, của team Liquid hay không? Marine kể về cái trải nghiệm của Marine thời Africa á, là vừa chơi vừa huấn luyện ấy, thì nó không tốt lắm tại vì với vai trò là một vận động viên chuyên nghiệp thì là có rất là nhiều việc rồi cho nên là đối với Marine thì việc là vừa đánh nếu như coi xây vẫn thi đấu thì cái việc làm huấn luyện nó rất là khó với lại đội nó cũng có một Renover nữa rồi cho nên Marin kêu rằng Coisey có thể sống tập sống trung vào việc thi đấu thôi sống... okay, Chứ không cần phải tham gia sống... vào việc sống... huấn sống... luyện làm gì hmm. cả Mình đang hỏi Tha về chuyện, chuyện sống... là sẽ Để hỗ trợ sống... Summit như thế nào <laughs> với cái kinh nghiệm đường trên của mình <cười> 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 Đó đã từng uh, thi đấu, then, tập really luyện chung với, đã dạ từng are... chung với so... là ở chung với Summit ở Africa Freak rồi đã có một cái cái mối quan hệ, đã có một cái sự tôn trọng nhất định <laughs> cái cách nói chuyện cái cách nói chuyện của Marine nha nó từ cái các bạn coi cái biểu cảm và cái cách nó nói dùng từ này nó các thứ nó rất là gọi là nhẹ nhàng nó rất là nếu như mình nhớ không lầm biệt danh của nó hồi còn ở Tiêu Anh tên gọi là công chúa anh em nào phải fan ruột Tiêu Anh có thể confirm SKT, có thể confirm giúp mình hay không và nó đã thể hiện rất là rõ ở trong cái phần phỏng vấn này luôn á cái phong thái của nó, cái cách mà nó dùng từ, cách mà nó nói về mọi vấn đề nó, nó, nó rất là lịch sự, nhẹ nhàng, có một cái gì đó rất là dữ kẻ À, nó nói về thằng Summit. Chúng tôi sẽ, tụi em sẽ tiếp tục tôn trọng nhau như những thành viên trong team và sẽ bù đắp những cái thiếu sót của nhau và cùng nhau tiến bộ. Em nghĩ rằng đó là cái mối quan hệ của tụi em sẽ là như vậy. Nho nhã lịch thiệp, ừ đó, những cái từ như vậy á. Mọi người đang hỏi là bây giờ cái mối cái cái cách vận hành của Team Liquid tất cả mọi thứ nó có phải là một giống như LCK hay không hay là như thế nào? Marin kêu là cái uh, môi trường của Team Liquid sẽ khác với lại LCK. Uh, mọi người vẫn, mọi người vẫn sẽ vui vẻ nhẹ nhàng. Thực ra cái vấn đề là như thế này, một trong những cái lý do mà các bạn có thể coi cái video của mình về lcs và đã có rất là nhiều có một số người cũng đã làm huấn luyện ở lck qua lcs làm và quay trở lại lck và họ chê là tụi lcs một trong những vấn đề khiến cho nó gặp nhiều khó khăn trong việc tiến bộ là tụi nó không coi trọng cái game này tụi nó coi nhẹ cái game này tụi nó không thật sự ôn in nó không thật sự nghiêm túc để mà có thể đạt được những cái kết quả tốt thì bây giờ mari nó lại kêu là Team Liquid không giống như đội LCK Chúng tôi vẫn đang rất là siêu nhẹ nhàng Siêu vui vẻ Thì Liệu có thành công được hay không Lạ thì Mình tưởng là nó sẽ phải khép đội Theo hướng một cái đội Hàn Quốc nhiều hơn một tí Để tôi... Nó <c Risky> nah, well, oh, sẽ không, không phải là một đội LCK Đội LCK thì cảm giác rất là nghiêm túc Rất là nặng nề không, phải chơi Nè các um, bạn phải phân biệt Các bạn phải phân biệt là chơi cho vui Với một cái tâm lý không có gì để mất Nó khác nhau nha Đối với lại DX Chơi cho vui ở đây là cái vấn đề về mặt tâm lý thôi Còn việc sinh hoạt, tập luyện Và coi trọng cái game, cái nghề nghiệp của mình Nó vẫn được đặt lên hàng đầu chứ không phải là chơi cho vui là bố mày không thèm đánh champion kill tao không train solo kill rồi thời gian tập luyện nó ít. Hai cái đó nó khác nhau. Hai cái đó nó khác nhau. Tâm lý thoải mái với lại coi nhẹ việc rèn luyện và cái môi trường tập luyện và thi đấu của mình, hai cái đó nó khác nhau nha, phải phân biệt rất là rõ. Chứ mọi người đừng có nghĩ là DS lên ngôi vô địch là tại vì tâm lý chơi cho vui. Nó sẽ rất là sai á, tại vì DS dù gì vẫn là một đội Hàn Quốc. Cho nên là phải phân biệt rõ cái đó Như vậy là Marin mặc dù mới qua Bắc Mỹ à, Marine Marin chưa qua Bắc Mỹ luôn nha Marin Team Liquid tập trung lại ở Hàn Quốc Để bút cam sau đó Marin mới qua Mỹ Marin chưa qua tới Mỹ mà đã bị đồng hóa Nhập gia tùy tục nhanh vậy Chưa đặt chân ra đất Mỹ đã bị đồng hóa luôn <laughs> hiện tượng đồng hóa nhanh nhất trong lịch sử eSports sport Đồng hóa có đó là cái gì? có. Nó cứ như là nghề nghiệp LCS thì vui vẻ hơn. <laughs> như vậy thì tại sao là Marine quyết định là chọn team liquid tham gia vào liquid với là HLV? lý do cụ thể nào để uh, chọn tim liquid? Marine nói là Marine nói là nếu như mà kiểu như muốn trở thành huấn luyện viên trưởng của T1 hay là một cái team nào đó thực sự mạnh nói chung thì uh, game thủ giỏi sẵn rồi và tôi sẽ không thể hiện được cái giá trị của mình. <laughs> chưa mấy đội kia game thủ nó giỏi quá rồi em về em làm thầy mấy người ngu đem thể hiện giá trị em biến mấy người ngu này thành mấy thằng đỡ ngu hơn là em sẽ chứng minh được khả năng của mình. <laughs> xích coi được phỏng vấn là chắc buồn lắm. Mấy thằng team Liquid coi được phỏng vấn này chắc cũng buồn dữ lắm <laughs> Em muốn đến một cái đội nào đó mà các vận động viên nó còn thiếu chút đỉnh Và làm được nhiều thứ hơn Đó, các thành viên của team Liquid vẫn còn có thể phát triển được Dựa trên kinh nghiệm của em là một người đã từng thi đấu và vô địch thế giới <laughs> và vùng ngoài ra thì còn vấn đề ngôn ngữ và một cái điểm nữa là team liquid rất là muốn đây đây nè và có một cái vấn đề nữa một sự thật nữa là team liquid rất là muốn nữa, sự thật sự muốn em trở thành nhân viên tiền tụi liquid sẵn sàng đây câu trả lời là gì cuối cùng rút gọn lại Em muốn quản lý mấy thằng nào nó ngu ngu xíu Để em thể hiện được giá trị của mình nhiều hơn Em nói cho nó cũng dễ nghe hơn, tại vì tụi nó sẽ không dám bật em May ra có thằng Biosig mới vừa vô địch xong rồi may ra nó còn bật nhẹ xíu thôi Chứ mấy kia nó không dám bật em đâu Thứ hai Tiền Liquid nó giàu quá, nó là thằng trả lương cao nhất cho em Cho nên em chọn Rồi ok Rồi ok Ngoài ra, ra thì Team Liquid là một cái uh, mương Gọi mương là mương thế mương lực Truyền thống của LCS Em hơi LCS. ngại khi uh, Nói về điều này nhưng mà đã đúng không có kết quả tốt Trong năm 2022 đúng đúng Nhưng mà em nghĩ ra, ra. Khôn thiệt chứ Công nhận Marie nó khôn thiệt Nó kêu là cái đội này á Năm vừa rồi kết quả của nó quá tệ Bây giờ mà em vô đây á Em không thể nào tệ hơn cái kết quả năm trước được Cho nên em chỉ có thể làm nó đi lên thôi Năm trước nó không được đi chung kết thế giới Em mà có không được đi chung kết thế giới nữa Nó cũng như năm trước Thiếu áp lực Không có áp lực thầy luôn Marine nhận của anh Một vái Em quá thông minh Em chưa cần làm cái gì hết là anh đã thấy em thông minh rồi à. đỉnh Ngoài ra thì em cũng rất là thân với Coi dây trước khi mà gia nhập Team Liquid nên là tất cả mọi thứ là thiên thời địa lợi nhân hòa là team liquid là lựa chọn đẹp nhất rồi chị ơi. <laughs> Tại sao em chọn huấn luyện viên khi mà có nhiều lựa chọn khác thậm chí là thi đấu. Gì má giờ này thi đấu gì nữa. Em nghĩ lâu rồi chị. Em đi du lịch. Em chơi nhiều game khác. Nhưng mà em nhận ra rằng chỉ đúng có liên minh huyền thoại là mới làm trái tim của em đập nhanh hơn không, Mới gợi được trong em những cảm xúc mà không, không game nào có thể làm được nên em rất là, là muốn là không, trải nghiệm được cái cảm giác ở chung kết thế giới một lần nữa Thật lòng mà nói thì em đã cổ vũ cho Dev rất là nhiệt tình ở chung kết thế giới vừa rồi Tất nhiên là em cũng... Ẩu nha và cổ vũ ai nhiều hơn ẩu nha okay. Chơi chơi, chơi cổ vũ đúng hai đúng người còn... là sao <cười> Chơi <cười> chơi cổ vũ hai bên là, là sao thôi ẩu nha marin hơi ẩu nha marin thì uh, chứng kiến cái chung kết thế giới vừa rồi thì em <laughs> rất muốn trở lại với <laughs> liên minh huyền thoại như vậy thì uh, kỳ vọng và Mục tiêu của Marine với team Liquid là gì? Đi tới chỗ nào Thì em cũng luôn đặt mục tiêu là vô địch Cho nên là em sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình Để đạt được mục đích đó Track, but... yeah, có <laughs> thể là nó hơi khó một tí nhưng mà yeah. còn mục tiêu luôn There's là vô địch thế giới em <laughs> <laughs> sẽ ý định của em là trend team theo hướng đó trend team với mục tiêu là vô địch thế giới <laughs> định hướng là vô địch thế giới các vận động viên cũng đồng ý thành viên của team liquid không muốn là tới chung kết thế giới để làm lót đường bị đánh bại bbl lck Họ yêu đô cầu đô em là phải yêu, yêu, rèn luyện đô họ, đô áp đô lực đô họ nhiều đô hơn Cho nên em sẽ nghe theo lời tụi nó Nghe nghe là áp lực tụi nó là nghe hơi sợ khi mà còn thi đấu thì em là một người có tính cạnh tranh rất là cao Hiếu thắng Em nhớ là mỗi khi chơi game mà có vấn đề gì mà không ổn là em cọc lắm nhưng mà với tư cách huấn luyện viên thì lùi về phía sau và nhìn mọi thứ từ một khoảng cách thì chắc là em bớt cọc hơn thật ra cái này là thông tin mình không kiểm chứng được tại mình không phải là fan T1 cho nên mình cũng không đọc nhiều lắm về những cái vấn đề đó thì một trong những vấn đề hồi đó của Marine đối với lại tức là có những cái rạn nứt nhất định có những cái rạn nứt nhất định giữa Marine và T1 để Marine phải rời khỏi cái đội hình đó nhiều thứ có người thì nói là bởi vì không cạnh tranh được cái hào quang với lại Faker. Hai là kiểu như là cái tính dễ cọc của Marine khi mà thi đấu, đồng đội mà không vừa ý là sẽ có thể quay qua hỏi là biểu chơi game không. Kiểu kiểu như vậy. Thì uh, ý mình đang muốn nói là nhìn bên ngoài khi vào phỏng vấn khi mà biểu hiện mà nó cứ hiền hiền lành lành như thế này mà chắc là nhiều khi cọc nó căng lắm. Tại vì cái cái cái, cái mấy cái dòng mà nhìn rất là không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào đe dọa nào mà nhưng mà những cái thằng mà càng hiền khi nó cọc càng ghê kiểu kiểu như vậy á thì chắc marin cũng cũng kiểu kiểu như vậy mình không muốn dùng cái từ tốt nha tốt nha nhưng mà tức là nó sẽ nó sẽ từ như thế này nó chuyển qua như thế này rất là rất là nhanh nhưng mà nó nói là bây giờ với tư cách là huấn luyện viên thì chắc là em sẽ bất cọc hơn em sẽ nhìn được mọi thứ rõ ràng hơn em sẽ nhìn được bức tranh toàn cảnh nhìn được rộng hơn vì tại sao thua rồi cần phải làm gì để thắng đó là một vị trí mà em có thể trao đổi thông tin với các bạn ngay lập tức cho nên là em nghĩ rằng cái vị trí này rất là hợp với em 해외 결국에 우승을 목표로 한다고 하셨잖아요. 목표가 낙지 부르. 노려 볼수 있다고 말씀을 하셨습니다. 사실은 이거를 보면서 사람들이 놀라기도 하고 thì có thể là mọi người xem cái phần phỏng vấn này có thể là ngạc nhiên và lo ngại. Tại vì anh ấy nhiều năm rồi không tới được vòng tứ kết thậm chí là rất lâu rồi không vượt qua được vòng tứ, kết. Marie <laughs> đâu có ai nghĩ rằng DS vô địch thế giới năm vừa rồi đúng không? Chắc là chỉ có khoảng chừng 5 người. 5 người có thể dự đoán được là DS sẽ vô địch chung kết thế giới vừa rồi. <laughs> tỷ lệ là 0,03 phần trăm tỷ lệ vô địch đó đó không phải là tỷ lệ người dự đoán đúng nha đó là tỷ lệ vô địch trước giải của DS là 0,03 thằng Long Phan Duy nói đó là chính là team DS không có đâu nha năm thằng dự đoán DS vô địch trong đó không có thằng nào của DS cả tới trước trận chung kết nó phỏng vấn nó kêu là thua đừng thua không ba là em vui rồi đừng lầm nha không có một thằng nào của ds dự đoán rằng mình vô địch hết các bạn đừng nghĩ năm thằng đó là năm thằng ds năm thằng đó là chắc là là ông bà cha mẹ gia đình của tôi đó năm người đó là ông bà cha mẹ gia đình của tôi đó chứ năm thằng ds thi đấu không có thằng nào tới trước trận chung kết nghĩ rằng mình sẽ thắng cả đừng có nghĩ năm thằng đó là năm 5... các bạn không nhớ phỏng vấn hả không nhớ thằng tụi đó nói hả trước trận chung kết sau trận bán kết á Biên Em vô tới đây là đừng thua 03 là em vui rồi, mục đích của em là đừng thua 03. Mà các bạn nghĩ là <laughs> tụi nó dự đoán vô địch. Cho nên Marin nói. tụi em sẽ không bỏ cuộc và rèn luyện chăm chỉ để đạt được mục tiêu đó. Nếu mà team Liquid tới được với chung kết thế giới thì chắc là 기대될 거 같아요. 기대될 거 같아요. 내 이기고 싶을 거 같기도 하고. Ừ. 어떤 팀이 제일 재밌을까요? Xe kép man giúp Lu mua xoài năm nghìn đồng. Marin gọi cầu xin anh đừng nhét chữ nữa hả anh ơi.

tại vì lúc nào gặp Anh cũng vui hết thắng thua cũng vui khác, người thân <laughs> bây giờ em vẫn còn thân với mấy ừ. đứa yeah. game thủ Anh rồi việc mà đối đầu với Benji trong vai trò huấn luyện viên cũng rất là vui mong cầu sau này những cái này sẽ rất là thật là rồi ACS có lời nhắn nhủ gì tới fan nay không? Team Liquid, Honda, team Liquid sẽ quay lại LCS rất là sớm. Tôi biết là Team Liquid là rất là mang mang rất là nhiều màu sắc Hàn Quốc, nhưng mà hy vọng rằng các bạn đừng xem chúng tôi là người ngoại quốc. <laughs> chúng tôi hy vọng rằng các bạn có thể cổ vũ cho chúng tôi ở Bắc Mỹ

Uhm. Hàn Quốc chơi game rất là giỏi cho nên các bạn có thể chờ đợi những cái điều tốt đẹp từ chúng tôi. Ngoài ra thì có thể là có thêm fan Hàn Quốc, Ashley kêu là có thể có thêm fan Hàn Quốc theo dõi LCS nữa. Và có thể là fan của cá nhân Marine theo dõi hành trình của Marine ở tại LCS. Cho nên là có lời nhắn nhủ gì tới fan Hàn Quốc không? À, tôi đã nghĩ uh, liên minh khá là lâu, Mình biết rất rõ là mọi người vẫn đang ủng hộ, cho nên là không có biết nói gì hơn ngoài chuyện là cảm ơn rất là biết ơn và cách duy nhất để mà có thể uh, đền đáp lại, đền đáp lại những cái ủng hộ của các bạn trong suốt thời gian qua thì uh, cách duy nhất là có những cái kết quả tốt. 때문에... Team Liquid là một cái đội có rất là ừ. nhiều vận động viên tốt Chúng tôi sẽ vô địch mùa xuân Và chúng tôi sẽ có mặt tại MSI. <laughs> 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 khi thắng chúng tôi là niềm tự hào ở đây Khi thua chúng tôi là bọn hàng sản <laughs> Cái này Cái này chắc chắn sẽ xảy ra lỡ mà tới được chung cái thế giới khi thắng chúng tôi là xích xích năm lck để thua chúng tôi là bọn rác bắc mỹ